Cô thân ái chào các bạn nam tuổi Mậu Thân. Thì hôm nay cô sẽ chia sẻ cho các bạn về cái năm Giáp Thìn. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu coi năm Giáp Thìn này chúng ta được tốt, được xấu ở cái điểm nào để chúng ta biết cái mức mà chúng ta khắc phục. Nếu mà chúng ta gặp xấu và nếu được những cái điểm sáng thì chúng ta phát huy cái điểm sáng đó lên. Thì đầu tiên cô chúc cho các bạn cùng gia đình được dàn sự may mắn, vui vẻ, bình an và nhiều sức khỏe. Thì các bạn có cái vận niên cuộc đời của mình đó là độc lập chi hầu, và cái mệnh của mình là mệnh đại trạch thổ. Thì khi mà các bạn nghe được cái từ mậu thì các bạn thường chúng ta có cái ám ảnh là canh cô mậu, tức là mồ quả cô quả đó. Thoạt nghe chúng ta phát quản về cái từ là canh cô mồ quả, mồ tức là chữ mậu. Và cái tuổi thân nữa, cái tuổi thân là cái tuổi mà lẻ loi, cái đơn lẻ cô độc của mình. Nhưng mà hôm nay cô nói với các bạn trên một cái khía cạnh khác, là cô không xét theo cái từ mậu, đơn côi, lẻ loi, mà cô xét về cái tên của các bạn, cái thiên can và địa chi của bạn. Thiên can của bạn là gì? Mậu tức là nó mang hành thổ, và thân nó mang hành kim. Như vậy các bạn thấy là thổ nó sinh kim, như vậy là chúng ta được cái phần tương sinh. Khi mà chúng ta được cái tương sinh ở cái năm sinh của chúng ta, thì chúng ta ở cái giai đoạn đầu đời của chúng ta, chúng ta thấy là chúng ta được cái sự tốt đẹp, được cái sự thuận lợi. Thì đó tương sinh mà, thì nó làm nó tốt đẹp cho mình rồi. Và cái mệnh của mình á, là mệnh thổ. Như vậy thân nó thuộc về kim, mà mệnh thì nó thuộc về thổ. Thì thổ với kim nó cũng tương sinh với nhau tiếp tục, nhưng mà nó có một chút hơi khó khăn một tí thôi, chứ không có gì khắc kỵ cả. Như vậy là nó tốt mà các bạn. Xét về cái tử vi á, thì là nó tốt. Chứ mình không nói về cái mà người ta thiên hạ người ta đồn rằng như vậy là mình tốt đó. Ở cái giai đoạn đầu đời của chúng ta tốt nè. Khoa khên trung vận cũng chúng ta cũng có cái sự mà thuận lợi cho chúng ta. Cái những cái bạn nào mà chúng ta gặp nhiều trở ngại trong cái cuộc sống á, thì chúng ta bị ám ảnh. Nhưng mà cô nói cho các bạn, để các bạn có cái một cái niềm tin về cái tuổi của mình nó không xấu như mình nghĩ nha các bạn. Rồi nói về cái bản tính của cái con người tuổi thân á, là các bạn rất, đặc biệt là cái tuổi mậu thân, thì các bạn rất rất là kiên cường. Các bạn không thích bị gò bó, các bạn thích mình độc lập từ trong cái suy nghĩ, độc lập trừ ở trong cái hành động. Cho nên nhiều bạn mình có cái quyết định bây giờ không thèm lập gia đình. Không thèm lập gia đình chứ không phải là ế nha không? Cho nên các bạn quyết định các bạn sống độc thân cho thiên hạ canh chơi. Nhưng hạnh nói gì thì nói, mà mình cứ độc thân thì ta cứ ở bình ổn, chúng ta làm theo cái ý thích của mình. Hoặc là những bạn nam mà đã lập gia đình rồi, nhưng mà khi mà chúng ta lập gia đình chúng ta không có chọn lựa kỹ, có những cái sai sót ở cái tuổi trẻ thì khiến chúng ta phải dở dang và chúng ta ly hôn, chúng ta ly dị, và chúng ta cảm thấy bây giờ không cần nữa, bây giờ tự mình sống nè, mình không có cần ai hết, không cần lập gia đình tiếp, sống dậy chơi thôi, là mình thích được độc lập một cách theo ý mình. Còn nói theo tử vi nữa thì các bạn có một cái điểm sáng này, là bạn là cái con nhà Quỳnh Đế, mà Quỳnh Đế quan lộc, cho nên ít nhiều gì bạn cũng có cái địa vị và có tài lộc ở trong cái cuộc đời. Chứ các bạn không phải là tầm thường nha. Nhưng mà
các bạn tuổi thân thì nó có một cái đặc điểm là bên ngoài của các bạn á, thì các bạn có một cái vẻ bị vui vẻ, các bạn yêu đời, các bạn thường tụ tập anh em bạn bè sôi nổi, nhưng mà về có những cái chuyện mà khó nói của các bạn thì bạn không hề cho ai biết hết, các bạn giữ kín ở trong lòng. Cái tuổi của các bạn nhất là tuổi nam này nè, có nhiều bạn đã ăn nên làm ra, có những cái địa vị, có những cái có tài sản, có địa vị, có cái chỗ đứng ở trong xã hội rất là nhiều, chứ không phải là tầm thường. Còn những bạn nào mà đến người giai phút này, giờ phút này mà các bạn còn khổ sở, chưa lập được cái cho mình một cái chút gì hết, thì các bạn nên xem lại cái nghiệp của mình. Mình sống như thế nào, hoặc gia đình mình sống như thế nào, có tốt hay không, mà tại sao cuộc đời của mình nó lại vất vả như vậy. Thì bạn phải nên hóa giải cái số kiếp của mình bằng cách mình hướng về một cái sự thiện lành hơn, mình cố gắng mình gieo những cái nhân quả tốt hơn, để mà mình giải trừ đi những cái tai nạn, những cái khiếp của mình ở trong cái cuộc sống. Rồi bây giờ chuyện đó đã qua rồi ha. Bây giờ chúng ta nói về cái thực tế ngày hôm nay, thì chúng ta nói về cái năm Giáp Thìn. Thì năm Giáp Thìn nó có cái mệnh là mệnh quả. Thiên can là giáp, địa chi là thìn, và mệnh, ngũ hành mệnh là quả. Mình là người có thiên can mậu mà gặp năm giáp là nó khắc kỵ. Cho nên các bạn biết là năm nay chúng ta ít nhiều gì chúng ta cũng khó khăn về vấn đề tài chính đó. Chúng ta cần chú ý về vấn đề này, cái khó khăn của mình đó. Còn nói mà xét theo cái về cái địa chi á, thì thìn giới thân á là tam hợp tuổi, cho nên mình có cái mặt tối hồi nãy, nhưng mà bây giờ mình có cái mặt sáng là mình được cái nhân quà, cái địa lợi trong cái công ăn việc làm mình nó có vẻ thuận lợi hơn nè. Mình khó khăn thì cũng về có công việc hay cái chuyện gì thì có người ta giúp đỡ, người ta chỉ dẽ để tìm cái phương hướng giải tỏa cái khó khăn của mình. Còn trong cái vấn đề giao hảo, giao thiệp với những người khác thì mình được cái thuận lợi, cái sự vui vẻ ở bên ngoài. Cho nên người ta nói là mình được cái nhân quà, được địa lợi. Còn nói về cái ngũ hành bản mệnh thì ngũ hành của năm á là quả, mà mình là người thổ, quả nó sẽ tốt cho thổ. Như vậy là sức khỏe của mình năm nay nó cũng được tốt đẹp, và mọi việc của mình nó có cái được sự thuận lợi, cái sự tốt đẹp hơn. Tóm lại về cái vấn đề là tài lộc thì các bạn có một chút gì nó khó khăn, nhưng mọi việc thì nó được cái sự thuận lợi tốt đẹp cho bạn. Rồi bây giờ chúng ta xét về sao, về hạn ở trong năm. Chúng ta có cái sao là sao Thủy Diệu. Thủy Diệu có nói là một cái sao có thể nói là sao may mắn. Nó đem lại tốt cho mình về cái con đường công danh, sự nghiệp và tài lộc. Nhưng mà nó không hoàn toàn là một cái sao tốt, mà nó có một hai cái điểm xấu nữa nè. Là trong cái vừa công ăn việc làm, trong cái đời sống của mình có dễ những cái chuyện tranh chấp. Thì các bạn hiểu là cái từ tranh chấp là cái nó cũng có những cái phát sinh ra ở trong cái cuộc sống của mình. Nó dễ dẫn đến cho mình những cái cuộc xung đột, tranh cãi giữa mình và những người xung quanh. Và các bạn lưu ý cho nữa là vấn đề chúng ta là nó tên là Thủy Diệu. Nó thuộc con sao mệnh Thủy. Cho nên chúng ta cẩn trọng khi mà chúng ta đi đến những cái vùng ở có dùng sông nước, và nó sẽ tốt. Sao Thủy Diệu nó là một cái sao mệnh Thủy thì nó sẽ tốt cho người mệnh Thủy và mệnh Kim. Mình là người mệnh Thổ thì nó không được tốt toàn vẹn đâu nha các bạn. Đó là nói về sao. Còn nói về hạn
thì chúng ta gặp cái hạng thiên tinh. Thiên tinh là những cái hạng mà cũng hạng thì không có hạng nào mà tốt ra bằng, hạng nào nó cũng xấu mà nó xấu nhiều hay xấu ít. Thì bây giờ hạng thiên tinh thì nó dễ đưa đến cái chuyện để chúng ta dễ gặp cái chuyện kiện cáo, chúng ta có tổn hao về sức khỏe, chúng ta dễ bệnh về cái đường tiêu hóa, và chúng ta đề phòng chúng ta bị té ngã, nó ảnh hưởng đến xương khớp của chúng ta, sức khỏe của chúng ta. Như thế thì thôi, không có gì đáng lo cả. Rồi bây giờ nói về bạn tuổi Thân, bạn năm năm nay tuổi Thân, cho nên mình còn đang gặp cái tam tai ở cái năm cuối. Mà bạn biết là năm cái tam tai thì nó xấu nhất ở cái năm giữa, ở cái năm mà năm Quý Mão nè. Còn qua cái năm nay thì chúng ta có bị nhưng mà nó ít thôi, nó từ từ, nó từ từ nó giảm bớt đi, không có gì khó khăn hết. Chúng ta có không phạm, chúng ta còn phạm tam tai nè, chúng ta năm nay chúng ta phạm quan ốc, chúng ta phạm kim lâu, thì đối với những cái đề phạm này thì chúng ta nên, năm nay chúng ta đừng nên cất nhà cất cửa ha, đừng làm những cái gì mà nó lớn lao thì nó cũng không tốt cho mình. Về gia đạo của bạn nam trong năm nay thì như thế nào, thì các bạn nam trong cái gia đạo của mình á, trong năm nay nói gì thì nói, thì gia đạo của bạn năm nay có nhiều cái chuyện tốt đẹp, có nhiều cái thuận lợi, gia đình mình có nhiều cái niềm vui, có cái tiếng cười, có cái sự hạnh phúc vui vẻ. Như vậy là cô vừa chia sẻ cho các bạn nam tuổi Mậu Thân về cái năm Giáp Thìn. Bài chia sẻ đến đây là hết, thì cô thân ái chào các bạn, chúc các bạn cùng gia đình một năm vui vẻ, hạnh phúc và nhiều sức khỏe.